Xin chào tất cả quý thầy cô, xin chào tất cả các em học sinh. Trong cái thời gian mà phải nghỉ giãn cách do cái dịch Covid-19 thì rất nhiều cái địa phương đã phải chọn cái hình thức dạy và học online. Tuy nhiên là dạy và học online thì ngoài cái hạn chế đó là tương tác giữa học sinh và giáo viên thì còn một cái hạn chế với các môn trắc nghiệm khi kiểm tra đánh giá, các môn tự luận khi kiểm tra đánh giá. Đó chính là việc là chuyển cái bài viết, chuyển cái bài làm cho giáo viên. Và kể cả cái câu chuyện là trong quá trình học thầy cô muốn kiểm tra vở ghi của học sinh như thế nào thì đang có khá nhiều hạn chế. Hạn chế về việc là chuyển cái tập tin nó rời rạc nhiều cái file nhỏ lẻ. Rồi là hạn chế ở chỗ là chất lượng của các hình ảnh nó không tốt. Thế thì có một cái phần mềm miễn phí trên mạng, nó mà là phần mềm Cam Scanner. Thì hôm nay thầy Toàn sẽ giúp chúng ta chia sẻ chúng ta về cách cài đặt và thử chụp ảnh cái bài viết của chúng ta gửi cho thầy cô thì nó gọn nhẹ như thế nào, và tất cả các trang vở nó đều tập trung lại trong một file và chúng ta chỉ cần ghi đặt tên file đặc thù là một học sinh một file, rất dễ chấm chưa, và đặc biệt là cái chất lượng của cái hình ảnh chụp qua cái phần mềm Cam Scanner là rất tuyệt vời. Chúng ta cùng trải nghiệm. Trước tiên là chúng ta phải vào cái phần cài đặt, tức là cái kho ứng dụng ấy của điện thoại, ví dụ như của iOS đó chính là App Store, còn của Android đó chính là CH Play. Chúng ta tìm, chúng ta đánh cái cụm từ là Cam Scanner thì sẽ ra và chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Các thao tác cài đặt nó khá